Shop Bác Sơn vn giảm giá nick càng thông tin đến 50% và đặc biệt rằng có bán quân huy giá rẻ. Nếu bạn nào có nhu cầu mua quân huy giá rẻ hay mua nick thì các bạn đừng quên vào Shop Bác Sơn vn có bán quân huy và nick giảm 50% tất cả các bạn ơi. Hello, hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em một clip Wonder Woman rất là đặc biệt và rất là hay, và mình khẳng định các bạn sẽ rất thích clip này. Đó là khi đối đầu với tất cả những sát thủ pháp sư thì nó sẽ như thế nào các bạn nhá. Rồi ok, và rồi ôi giời, cái bọn này nó vào khu rừng của mình thì khác gì. Trời ơi, tao Wonder Woman đấy, tao quật bay đi rồi tao phá ôi trời cháu là trời ạ. Rồi thằng này nó lên xúc xích. Trời ơi bê ơi, quá địa phần ngoài, quá địa phần của Wonder Woman thì trổ một trong những cái vị tướng đánh nhau đâu game nó chỉ sờ một cái thằng Beret thôi, còn thằng Wonder Woman nó đâu game nó đánh kinh dị lắm anh em ạ. Wonder Woman thì mình sẽ nói lại một chút cho các bạn dễ hiểu rằng cứ mỗi đòn đánh thứ hai nó sẽ tung ra cái đòn nội tải và làm chậm đối phương, và đòn đánh rất là xa, hoặc các bạn sẽ tung chiêu thúc thì các bạn sẽ được đánh một cái đòn nội tải. Thì nôm na rằng khi tất cả các bạn dùng combo bắt buộc các bạn sẽ phải đánh thương. Đánh thương ở đây không phải để thằng Woman nó chém mà đánh thương ở đây để thằng Woman nó chém cái nội tải, đòn đánh rất xa và làm chậm đối phương, khiến đối phương không chạy được, cho nên rất là mạnh. Cái thằng rác thì tàu cay mới làm, tàu thách mới cày này một bịch, tàu giết mới luôn gì đó mà chạy được. Và dưới 50% máu thì Wonder Woman nó sẽ kéo đối phương về bên mình nhá. Và nếu trên 50% máu thì mình sẽ bay để đối phương. Các bạn hãy cân nhắc mấy điều đấy. Và tiếp theo đây một cái điều rất là quan trọng, cái điều này mình muốn nhắc đến các bạn, đó chính là mình muốn nói qua một cái số quân huy của mình một chút. Đó chính là hàng của mình là hàng cực kỳ an toàn, nói chung hàng an toàn và tỷ lệ bán là cực kỳ thấp, và hiện tại chưa có ai bị bán khi mua của Cloud cả. Và mình thực sự để mà nói là cũng nói thẳng luôn, mỗi các con huy mình lời nói chung là 10 đến 15 nghìn thôi, tùy vào cái thằng nó bán cho mình nó rẻ hay là đắt. Hàng của mình là hàng nạp mất tiền chứ không phải là hàng nạp xong đi phân lại để nạp tiếp đâu. Cái loại đi phắn đấy là cái loại nói chung là hy vọng các bạn đừng mua, bởi vì cái loại đấy rất dễ bị bán. Hàng của mình là nói chung đen, đen lắm, gọi là đen lắm. Thì nói chung là ví dụ như là bị một vài trường hợp thôi, nhưng mà hiện tại thì chưa có. Mà nếu mà có thì mình sẽ thông báo ở trên Zalo, ví dụ như là khi mình copy một cái tin nhắn cho anh em ấy, thì ví dụ như hiện tại là cái hàng của mình rất an toàn, tỷ lệ bán thấp và hiện tại không người bị bán. Nếu có một người bị bán thì mình sẽ ghi là số lượng 1 người, 2 người, 3 người, 4 người cho anh em biết. Và đặc biệt rằng nếu anh em bị thì mình sẽ hỗ trợ cùng anh em nhé. Anh em yên tâm, không phải bị bán bệnh viện đâu, khổ lắm. Cái hang của Cương Lao không bị bán bệnh viện đâu. Nếu mà dính bị, nói chung là trường hợp này chưa bị nên mình chưa biết phải xử lý như nào cả. Ví dụ như các bạn bị thì mình mới có thể là có kinh nghiệm để làm. Cho nên là chưa bị, cho nên là rất là an toàn các bạn nhé. Hang của mình hang an toàn, cho nên là anh em phải yên tâm mà nạp các bạn nhé. Giá của mình thì giá rẻ nhất thế giới rồi, nói chung là hầu như mình thấy tất cả 650.000, 1.000 năm quân huy, nhưng của mình 700.000 là 2.000 quân huy. Nói thật các bạn, chắc cái quân huy đó mình bán chơi thôi, chứ lời nói thật 1.000 quân huy là 10-15.000 đúng vừa cốc ra đá bí thức lao anh em ạ. Giống như là ngồi làm kiểu là làm không công cho anh em tặng cho cốc trà đá với là làm tặng bí thức lao thôi. Ôi cái gì đấy, ôi cái trụ tím địch kiểu, ôi cha ơi là trời. Cho nên là mình xin nhắc lại là cái Zalo của mình đấy, các bạn hãy nhắn qua nhá. Cái này là mình làm trực tiếp, cho nên mình sẽ xử lý nạp cho anh em, cho nên anh em không phải thắc mắc rằng là nạp lâu nạp chậm hay như nào cả. Mình chỉ nạp rẹt ra xong, đưa nick quá một phát là tầm 1-2 phút ra xong luôn, rẹt nhanh không đấy. Cho nên là hàng của mình rất là an toàn, tỷ lệ bán cực kỳ thấp, cho nên các bạn hãy cân nhắc mình cái điều đấy. Rồi tiếp theo để Wonder Woman, khi trong trận đấu này thì mình sẽ đối đầu với 3 vị tướng phép. Thằng Ghidu thì mình không tính toán, nhưng mà mình chỉ tính toán đến thằng Rat và thằng Zeal. Thực sự các bạn nào mà chơi, thằng gió này mạnh thế anh em, khổ thế, rất thằng này khổ thế đấy. Khi anh em gặp những đối tượng này, các bạn cầm đối xì hoặc các bạn cầm Veret các thứ tính tính, các bạn thường bị những cái pháp sư nó dồn một con boss chết rất là khó chịu, chả biết phải lên đô hoặc là chơi như nào cả. Thì hôm nay các bạn nhé, khi team địch có 2 sát thủ phép sát thương chủ lực của team địch trở lên thì bắt buộc các bạn sẽ phải lên cái gươm EDL các bạn nhé, bắt buộc phải lên cái gươm EDL. Và nó bá đạo như nào thì tí mình lên sóng các bạn sẽ thấy nó bá đạo như nào đấy. Thực sự là nói chung là trận đấu này thì mình chết thì do cái thủ của team địch thôi, nhưng mà để mà nói Wonder Woman là một trong những vị tướng chơi đâu và dừa game nó theo thì hướng giống con Veret ấy, nhưng nó lời nó Veret một cái là gọi là nó có chiêu 3 là bốc giáp rất là tốt các bạn nhé, làm choáng rất tốt hơn Veret ở cái điểm đấy. Còn ngang ngửa Veret thì về
chế độ gọi là combat, đặc biệt là combat dài hơi các bạn nhé. Combat dài hơi và combat tổng rất là mạnh. Đấy, cực kỳ mạnh luôn. Combo của Wonder Woman như thế nào ạ? Chắc chắn rồi, chúng ta phải tiếp cận mục tiêu chúng ta mới đánh được. Thì chiêu 2 là chiêu tiếp cận mục tiêu các bạn nhé. Chúng ta sẽ sử dụng chiêu 2 tiếp cận mục tiêu, xong chúng ta đánh thương một cái rồi chọc chiêu 1 hai lần, đánh thương thêm một cái nữa thì chắc chắn kết hợp thêm chiêu 3 thì đối phương sẽ nằm xuống thôi. Mình nghĩ như thế là đủ nằm xuống thôi. Đấy, không cần mình ra nhiều. Đấy, chiêu 2 xịt thôi. Thì phải xịt. Đấy, khổ lắm, xịt chiêu 2 coi như chả có sát thương nào luôn kìa, vô duyên chưa. Rồi máy mà tím địch tử vác xác vào này, tao mạnh lắm đó, tưởng nó mở lời múp ạ. Sập sập. Đấy, combo của mình khá đơn giản thôi. Chiêu 1 là cái lần sát thương chủ đạo của Wonder Woman, bởi vì khi lần chọc thứ hai nó chọc thêm phần đấm máu rất là đau các bạn nhé. Cho nên các bạn nên nhớ rằng Wonder Woman chỉ cái bài toán tiếp cận thôi, mà tiếp cận thì dùng chiêu 2 phải chuẩn xác. Nhưng mà clip này thì mình đã xịt mấy lần thôi chứ không quan trọng. Quan trọng là các bạn dùng trúng thôi, chứ mình cường lao dùng trật thì quan trọng gì, đúng không anh em? Kiểu gì mà cường lao mà chả giết được người đấy, quan trọng anh em thôi. Cho nên chiêu 2 các bạn nhé, mình muốn nhắc cho anh em một chút là chiêu 2 phải cố gắng cẩn thận tỉ mỉ ấy. Mình nhiều khi nói dùng hơi kiểu là cảm giác hơi ẩu cầu thả nhưng không sao, bởi vì mình có cái gì đấy, mình có thể là có một tiếp cận mục tiêu, một cái gì đấy bằng một cái ma lực đâu đấy, thì các bạn không thể học theo đâu. Cho nên các bạn phải chiêu 2 thật chuẩn xác. Rồi đây, và các bạn hãy nhớ cho mình, bất kể những vị tướng đấu sĩ sát thủ đó, đấu sĩ sát thủ nhá, sát thủ thì không cần đâu, chả mình nghĩ sát thủ không cần đâu, nhưng đấu sĩ sát thủ bắt buộc phải lấy cái gươm ETL này khi team địch có hai vị sát thủ phép nhá, phép nhá. Cái gì là thật là anh ơi, em cũng chơi Wonder Woman giống anh mà bây giờ team địch nắm sát thương mà em lấy cái gươm ETL thì sao yếu thì anh. Ôi trời ơi, đấy phải cẩn thận đấy. Rồi chưa ba đấy, rất khỏe nhá. Thôi chủ ơi, thôi dẹp đi cái trò này đi. Ôi trời ơi, chào. Cái chủ này mà không phải tím địch, mình thề luôn, tím địch mà không mua chuộc thì mình nói thật là cương lao mất chứ không mất. Chứ cái gì mà chủ nó bắn mất hồn đến cái tầm cái rồn mệt thôi, khiếp sở thật. Rồi, thì clip này mình muốn gửi gắm cho các bạn để một video nó là, đó chính là cái gươm Ariel là cái thứ nhất này. Cái thứ hai, cái thứ hai nhá. Cái gươm Ariel này các bạn lên rửa game nhá, đầu game các bạn đừng có lên. Quên, sorry anh em. Lên rửa game nhá, đầu game đừng lên. Gươm ADL này nó chỉ phù hợp cho rửa game thôi, đầu game rất là yếu. Bởi vì bổn gì đang cái gươm ADL này nó, cái lượng sát thương của nó là không có nhiều đâu. Nó chỉ có là khi các bạn dưới một chút mà các bạn sẽ tạo cái giáp kháng phép thôi. Cho nên là các bạn hãy cân nhắc cho mình là lên tầm rửa game tầm phút từ 9 cho đến 11 lên là đẹp nhất. Đấy, rồi tiếp theo này, Wonder Woman là một vị tướng nó rất mạnh, nó có mắt tổng, mà có mắt tổng thì nó sẽ chơi như nào? Chắc chắn rồi, chiêu 3 nó trúng càng nhiều người thì chúng ta càng khỏe thôi. Trời ơi, mình đéo hiểu kiểu gì mà chiêu 2 toàn xịt quá, trời nó sấy mình kìa. Thằng gió nó sấy mình đau thật đấy anh em ạ. Khổ thế cơ chứ. Rồi thì mình xin nhắc một chút rằng là các bạn nhá, lần này thì nói chung là kể shop nick hay gì thì nói chung hầu như mình đều quảng cáo thôi, đó là mình nói thật. Shop nick và những quân huy của em, mình quảng cáo của em, cho nên là bây giờ thì chỉnh tay của mình. Thực sự nếu mà Cương Lao bản nick ấy, thì mình tư vấn những anh em cực kỳ ok luôn. Nhớ cái đời đâu anh em nào mua nick của Cương Lao đời đâu ấy, mình hoặc anh em đã từng giao dịch mua nick của Cương Lao trực tiếp ấy, cực kỳ sướng luôn. Thế tư vấn nhiệt tinh này, có tấm này, nói chung là mình bán không bao giờ số lượng đâu, mình cân số lượng đâu. Kể cả anh em mua con vị phải, mình nói thẳng phải cân nhắc, suy nghĩ thật cân nhắc đấy. Có nhiều người nói là anh ấy là cái con hiu anh bị bán không, thế làm nói thẳng phải cân nhắc suy nghĩ. Hiện tại của Lao bán chưa có trường hợp nào bị đấy. Nếu có trường hợp nào bị, Lao sẽ thông báo cho anh em. Một trường hợp bị, Lao sẽ nói một trường hợp bị. Hai trường hợp bị, Lao sẽ nói hai trường hợp bị. Chứ dư nói thật anh em, bán 1.000 quân huy lời 10-15.000. Mà dư nói thật chắc, nếu mà nó bị thì Lao ví dụ như Lao mà đền cho anh em lời 10-15.000 mà đền 300.000. Ôi trời ơi, làm chục cái nick thì đúng là ấm vốn. Làm làm gì? Làm phải có lại một chút thì chúng ta phải làm đúng không? Chứ bây giờ mà Lao mà bán quân huy bị lỗi, mà anh em bị lỗi thì nó thật là thứ nhất là mình lại ảnh hưởng, thứ hai ví dụ mà nhiều quá thì Lao phải đền. Mà ví dụ mà đền thì như nào ạ? Đền thì lỗ lời một cái 10-15.000, anh em biết chứ. Anh em mua con huy như anh em biết, anh em mua anh em biết bản con huy này không có lời đâu, không có lời. Ví dụ bản shop nick, bản nick thì có lời nè, Lao công nhận là lời. Ví dụ một nick lời vài trăm nghìn là có, thậm chí nick có nick vip và lời tiền triệu có, nhưng con huy này mình là thật lời ít lắm. Nên các bạn cân nhắc, thực sự con huy này mình gọi là làm cho kiểu nhiều, thứ nhất là làm cho vui phấy khỏa, thứ hai là làm cho hay rồi thôi. Chứ để mà nó kiếm tiền từ con huy này Lao nghĩ là không có, bởi vì là làm một đơn kiểu là một mình
mình làm ấy rất là lâu. Một ngày, ví dụ một ngày mình làm tầm gọi là 10-20 đơn là cắn thôi. Bởi vì một mình làm mà, mình làm mình từ làm từ ản Z lấy nick các thứ linh tinh vào mỗi nick thì nó mất rất là nhiều thời gian. Cho nên là anh em phải cân nhắc rằng cái quân huy ở Cương Lao chính mình làm cho anh em, nên anh em cực kỳ yên tâm cái điều đấy nhá. Và cẩn thận nhá. Bởi vì thực nhật sorry anh em, bởi vì cái số điện thoại của mình là mình mua hình như là cái giá là 10 tỷ mấy, 10 tỷ 2 thôi. Nhưng cái số của mình khó nhớ một chút thôi, nhưng mà nó rất là ẩn ý, rất là ý nghĩa. Cho nên anh em nào mà mua được nó thành công thì anh em có thể là giới thiệu bạn bè giúp Lao nhá. Số điện thoại Zalo của Lao đấy, nhắn tin qua Lao rep rep. Rồi ok. Thế là chung quân đơ của mình thì các bạn biết rồi. Khi chúng ta lên những cái build đồ mà chống những cái vị tướng sát thủ phép ấy, thì cái việc chúng ta combat thì chúng ta mình sẽ khuyến các bạn là sẽ vào hút sát thương của phép càng tốt. Còn không nếu ốm được tướng sát thủ thì đó là cái điều rất là tuyệt vời các bạn nhá. Rồi theo mình nghĩ thì quân đơ của mình thì build đồ thì mình cho các bạn một build đồ mới là khi đổi đâu về sát thủ phép có một build đồ. Và đặc biệt trong quân đồ của mình thì chúng ta sẽ phù hợp cho bị má tỉnh các bạn nhé. Bằng ngọc và build đồ thì mình đã để ở cái phần đó, mình cần giải thích nhiều. Còn cách chơi quân đồ của mình thì các bạn biết rồi, giai đoạn đầu và giữa game late game quân đồ của mình không mạnh, nên chúng ta sẽ tận dụng giai đoạn đầu và giữa game chơi thật tốt bằng cách combat tổng. Chúng ta sẽ di chuyển ở nơi đâu có đánh nhau nhiều, nếu không có đánh nhau nhiều thì chính bản thân của chúng ta sẽ phải lao vào trong rừng của nó để chúng ta đi tìm nó. Và cách combo của nó thì các bạn đơn giản thì hiểu rồi, cần tiếp cận và tiếp cận bằng chiêu 2. Ủa trời, anh vừa nói xong rồi. Đấy, chiêu 2 phải trúng, chúng ta sẽ lao vào đánh thương một cái rồi sọc chiêu 1 2 lần đánh thương tiếp một cái nữa. Cảm giác mà đối phương chưa chết mà nó chạy được thì dùng chiêu 3 để làm choáng nó. Xong đánh thương một cái, xong rồi hồi chiêu 1 chọc chọc phát nửa thì mình nói thật là không có một cái thằng nào đỡ nổi cái combo này đâu. Đấy, rồi. Theo mình nghỉ thì clip đến đây kết thúc và mình xin chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và đừng quên rằng hãy nhắn tin qua Zalo số Cương Lao để ủng hộ cho công trà đá nhạc khổ lắm anh em ạ. Nha. Ok, bye bye anh em.